chào các bạn. Kênh Sống Khỏe của báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày hôm nay đang có mặt tại phòng gym Get Fit. Như các bạn thấy, sáng hôm nay không khí tập gym ở đây rất là sôi nổi. Mọi người tập rất là hăng say và khó khăn lắm chúng tôi mới hẹn gặp được huấn luyện viên anh Trần Ngọc Tuấn để nhờ anh tư vấn một số cái bài tập để giảm cân và hỏi anh về cái xu hướng tập gym ngày hôm nay như thế nào. Các bạn cùng theo dõi nha. Anh có thể cho biết là những cái người mà đến đây để với mục đích là giảm cân á, nữ và nam, thì bên anh sẽ tư vấn những cái gói bài tập như thế nào? Dạ, khi một đối tượng khách hàng người ta tới cái phòng tập về fitness và thể hình như thế này á, thì cái điều mà khách hàng phải quan tâm, cái thứ nhất là cái chương trình tập luyện, cái thứ hai là cái dinh dưỡng, cái thứ ba cái độ tuổi, cái thứ tư mức độ thường xuyên, và cái quan trọng mà mọi người hay không để ý tới là cái gen xem cho mỗi cái body. Cái đó thì nó đi sâu hơn vào cái lĩnh vực y học. Nếu mà có thời gian thì em sẽ tư vấn sâu hơn về cái vấn đề đó. Nhưng mà mình sẽ quay lại cái vấn đề chính trong cái mục tiêu của khách hàng. Mình sẽ để ý cho em hai vấn đề chính. Cái thứ nhất, dinh dưỡng. Cái thứ hai là tập luyện. Đó. Thì liên quan về vấn đề dinh dưỡng thì mọi người phải ăn uống sao mà đúng cách, đúng cái mục tiêu của mình. Ví dụ những người muốn tăng cơ thì họ chế độ dinh dưỡng họ phải khác, những người muốn giảm mỡ thì cái chế độ dinh dưỡng nó khác. Còn đối với phương pháp tập luyện thì cái đó cũng là một cái câu chuyện nó rất là dài. Khi mà một đối tượng của khách hàng vô đây tập luyện thì mình sẽ chọn cho mình một cái phương pháp tập luyện nào nó phù hợp với cái thể trạng cũng như là cái body của mình luôn. Tại vì cái cơ thể của mình nó sẽ mang tính rất là nó thích nghi. Chỉ tập một thời gian ngắn tầm 2-3 tháng thì cơ thể bắt đầu nó chững lại, mục tiêu tăng cơ cũng như giảm mỡ nó sẽ bị đứng lại, thì rõ ràng tới lúc đó chị phải thay đổi phương pháp tập luyện. Thì những cái phòng tập fitness hiện giờ rất là nhiều cái phương pháp tập luyện, thì mình lựa chọn cho mình một cái phương pháp tập luyện nó phù hợp và mình biết cách mình thay đổi cái phương pháp tập luyện đúng lúc. Cái đó là một cái mà khách hàng, đặc biệt cả nam giới và nữ giới, mình cần phải lưu ý. Và những người có vấn đề về bệnh lý người ta cũng chọn cho mình một cái phương pháp nào nó phù hợp, nó không gây ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Thường thì bao nhiêu lâu là người ta có thể giảm cân được? Có đó thì giống như hồi nãy em nói, nó có khoảng 5 cái yếu tố mà nó phải phụ thuộc vào cái từng đối tượng khách hàng khác nhau. Dạ, thông thường thì tầm 2-3 tháng là mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Nhưng mà sau 2-3 tháng khi mà chị giảm, ví dụ như một đối tượng khách hàng của hồi muốn giảm 10kg mỡ đi, 2-3 tháng thì họ có thể giảm được 4-5, hoặc có nhiều người 2-3 tháng họ giảm khoảng chục ký bình thường. Đó, tùy vào cái cách mà người ta tập trung vào cái mục tiêu của mình như thế nào. Đó, thì thường thì những đối tượng khách hàng tới tập luyện thì sau 2-3 tháng là kết quả họ diễn ra rất là nhanh, rất là rõ rệt trong 2-3 tháng đầu tiên. Tại vì cái cơ thể của mình 2-3 tháng đầu tiên bắt đầu nó thay đổi cái quá trình vận động cũng như là những cái trao đổi chất trong cơ thể mình, nên thành nó giảm mỡ cũng như tăng cơ rất là nhanh. Đó. Đối tượng nữ nó sẽ giảm mỡ nhanh hơn nam không? Dạ, cái đó mình cũng rất là khó nói chị. Cái đó mình phải tùy vào mỗi người, tùy thuộc vào cái chương trình tập luyện, tùy thuộc vào cái dinh dưỡng mà người ta focus. Có thể có những đối tượng khách hàng người ta giảm mỡ rất là chậm, có những đối tượng khách hàng người ta giảm mỡ rất là nhanh. Đó. Đối với những người mà giảm mỡ chậm thì mình sẽ tư vấn họ như thế nào? Dạ, quan trọng mình vẫn cái quan trọng vẫn focus vào cái chương trình tập luyện và cái dinh dưỡng. Đó vẫn là hai cái yếu tố chính trong quá trình tập luyện của chị. Ngoài cái vấn đề về gen, một số người cái gen họ xấu thì họ tập nó sẽ chậm hơn, nhưng mà bằng cách mình sẽ thay đổi lại là cái lịch tập và cái mức độ thường xuyên của người ta tăng lên để mình cải thiện lại vấn đề đó. Những người mà có gen mà rất là khó phát triển cơ hoặc là giảm cân thì mình vẫn có những cái biện pháp. Đúng rồi chị, cái đấy giống hồi nãy em nói, tức là thay đổi phương pháp tập luyện và cái mức độ thường xuyên. Dạ, đối với những người mà họ có bệnh lý về đau xương khớp thì mình rất là cẩn thận trong việc tư vấn phải không? Dạ đúng rồi chị, bên em thì có thiên có về bằng bác sĩ vật lý trị liệu bên cái phần cho khách hàng luôn. Nên thành khi mà một đối tượng khách hàng người ta vô ra người ta có vấn đề bệnh lý, rõ ràng tụi em phải focus cũng như là theo dõi họ suốt trong quá trình tập luyện luôn. Ví dụ khách hàng có vấn đề về gối hay phần lưng thì bài tập nào mình cần loại bỏ, bài tập nào mình nên áp dụng, chế độ dinh dưỡng là sao,
những bài tập nào mà không liên quan đến những cái bộ phận mà bị đau của khách hàng thì tụi em sẽ bỏ hết, và quan trọng vẫn focus vào mục tiêu. Ví dụ như khách hàng muốn giảm mỡ nhưng mà gối họ bị đau thì rõ ràng một số cái bài tập liên quan đến cái phần gối thì mình hầu như là loại bỏ và chỉ tập được ít thôi, ít bài nào nó cải thiện được cái phần cơ đùi thôi. Đó, nên thành đối tượng khách hàng mà vô mà họ có vấn đề về bệnh lý á, thì mình phải rõ ràng mình phải cả PT, cả huấn luyện viên và cả khách hàng luôn, mình phải ngồi ra làm việc với nhau rất là lâu để mình tìm ra được cái giải pháp đúng cho khách hàng, cái nào tốt nhất cho họ. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái thiết bị ở phòng tập gym như thế nào nha. Cái thiết bị đầu tiên mà phòng tập nào cũng không thể thiếu đó là cái máy chạy bộ chứ ha, máy treadmill. Thì cái công dụng của cái máy treadmill này thì chủ yếu mình sẽ tập luyện cardio và cái phần thân dưới của khách hàng. Một số khách hàng mà lựa chọn cái phương pháp mà giảm mỡ thì cái máy treadmill, cái dòng máy chạy bộ đây cũng là một cái lựa chọn mà nó phù hợp với những cái đối tượng khách hàng đó. Nhưng mà ngoài cái máy treadmill thì với tiêu chuẩn một cái phòng tập gym thì có rất nhiều cái thiết bị khác. Sau đây em sẽ giới thiệu với chị cái máy đạp xe đạp gì ha. Thì máy đạp xe đạp đây có công dụng chủ yếu của máy đạp xe đạp, đây mình sẽ tập luyện tim mạch, đốt mỡ, tập luyện sức bền gì ha. Một số đối tượng khách hàng mà ta sử dụng cái máy đạp xe đạp đây, ví dụ như người ta có một số cái vấn đề về phần khớp gối hay về phần đau lưng thì đây là vẫn là cái lựa chọn thay thế cho máy chạy bộ của mình chị. Sau này em sẽ giới thiệu với chị cái máy elliptical gì ha. Thì cái dòng máy đây mình sẽ tập được full body luôn, vừa đùi, lưng, ngực, bụng, mình sẽ tập hết trên cái dòng máy đấy luôn. Và chữ cái chức năng chính nó vẫn là tim mạch và nó sẽ tập trung chính vào phát triển nhóm cơ đùi và phần cơ mông. Đây là một lựa chọn đối với những khách hàng nữ giới muốn phát triển cái phần thân dưới. Dạ, sau đây em sẽ giới thiệu với chị một số cái dòng máy để mình tập cơ. Thì những dòng máy đây chữ thì nam giới người ta sử dụng rất là nhiều, để cái mục tiêu của người ta muốn hai bôi trên cái máy đây là một dòng máy tập ngực. Cái máy đây thì nó sẽ set up theo cái chiều ngang để nó tập thì nó phát triển cái phần cơ ngực trên của nam giới chị. Cái dòng máy là máy pull up, máy tập để phát triển cái phần cơ lưng. Những anh nam giới nào mà muốn cái phần lưng họ theo hình chữ V á thì anh sẽ lựa chọn cái máy đây để anh tập anh phát triển cái phần cơ lưng đó chị ha. Thì đây là cái khu tập CrossFit, cái chức năng cũng như là cái mục tiêu chính của cái phương pháp tập CrossFit, tức là vừa tăng cơ vừa giảm mỡ được luôn. Thì khi mà tập luyện cái CrossFit này á thì đối tượng khách hàng là những đối tượng mà có thể lực rất khỏe. Cái thứ hai, thường nam giới người ta sẽ lựa chọn cái phương pháp CrossFit ra nhiều hơn nữ giới. Em sẽ giới thiệu với chị cái một cái công nghệ mới của bên Đức mà tụi em đang áp dụng ở phòng tập của em, đó là Miha Body Check chị ha. Thì cái công dụng chính của máy Miha này á thì chủ nó sẽ giúp tăng phản xạ cơ. Cái thứ hai, giúp đốt mỡ. Cái thứ ba, đây là lựa chọn đối với những người mà có vấn đề về cột sống, về bị đau lưng, về bị thoái vị địa đệm. Khu tập luyện tiếp theo mà hầu như là phòng tập nào cũng có, đó là cái khu functional. Mình sẽ là cái khu đây đó, khi khách hàng tập luyện á, người ta sử dụng chính khối lượng cơ thể của họ để thao tập thôi. Những cái bài ví dụ như squat hay chin up hay là push up hay là plank, đó một số cái động tác cơ bản đó, và họ áp dụng cái chương tập luyện nó liên quan đến cường độ, cái khối lượng tập luyện, cái volume của họ để họ đạt được cái mục tiêu của họ.